Xin chào các em. Chào mừng các em đã đến với lớp học toán lớp 1 của cô giáo Huyền Trang. Trong giờ học hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các em cùng nhau hoàn thành phiếu ôn tập cuối tuần. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải phiếu ôn tập toán tuần 21. Ở phiếu ôn tập tuần này, chúng ta sẽ ôn tập về cách đọc và cách viết của hàng chục và hàng đơn vị. Bây giờ chúng ta cùng giải bài tập. Câu 1. Đánh dấu tích vào ô vuông ở câu đúng. A. 15 đọc là 15. 15. Vậy 15 chúng ta chọn đáp án 15 là đáp án chính xác. Tiếp theo câu B. 18 viết là. Vậy 18 chúng ta sẽ viết gồm có 10 và 8 10 là hàng chục còn 8 là hàng đơn vị. Vậy ta có số 18 là 1 và 8. Câu C, số 12 gồm 10 và 2, 1 và 2. Như vậy số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị. 1 chục là 10. 2 đơn vị là 2. Như vậy ta có 10 và 2 xong câu 1, chúng ta sang câu số 2. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Hình vẽ dưới đây có mấy khối lập phương. Ở đây chúng ta có 3 đáp án. A. 11 B. 10 C. 14 Bây giờ các em cùng đi đếm các khối lập phương với cô. Ta đếm 1 2 3 4 5 6 7 8. Ở đây chúng ta có hai khối lập phương bị đám mây che, như vậy 8 9 10. Chúng ta đếm thêm 11 12 13 14. Như vậy chúng ta có 14 khối lập phương. Đáp án C là đáp án chính xác. Chúng ta sang câu số 3. Khoanh vào chữ cái để chọn sơ đồ đúng. Chúng ta thấy câu A có số 16 gồm 6 và 10. 10 ra một chục và 6 là 6 đơn vị vậy ta có câu A là đáp án chính xác. Câu B 12 gồm 20 và 1 là đáp án sai. Câu C 19 gồm 1 và 9 là đáp án sai. Câu số 4, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Dấu chấm hỏi là số mấy? Vậy các em quan sát lên, ta thấy đề cho chúng ta số 15 17 và 19. Như vậy 15 cộng thêm 2 sẽ bằng 17. 17 cộng thêm 2 sẽ bằng 19. Như vậy để tìm được dấu chấm hỏi thì chúng ta sẽ trừ đi 2. Vậy 15 trừ 2 sẽ bằng 13. 13 trừ đi 2 sẽ bằng 11. 11 trừ đi 2 sẽ bằng 9. Vậy ta có dấu chấm hỏi là số 9. Ta có đáp án A là đáp án chính xác. Câu số 5. Khoanh vào chữ cái dưới hình đúng. Hình nào có 14 viên kẹo? Bây giờ chúng ta sẽ đi đếm. Hình đầu tiên. Ở trong hộp này xem có bao nhiêu viên kẹo. Một. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy trong hộp này có 10 viên kẹo và 3 hộp này đều giống nhau. Như vậy trong mỗi hộp này sẽ có 10 viên kẹo. Cộng thêm 1, 2, 3. Vậy hình A chúng ta có 13 viên kẹo. Hình B. Ở trong hộp này chúng ta đếm có 10 viên kẹo. Bây giờ chúng ta cộng thêm 11 12 13 14 hình B ta có 14 viên kẹo. Hình C 10 11 12 Hình C ta có 12 viên kẹo. Như vậy, hình B sẽ có 14 viên kẹo, ta chọn đáp án B. Tiếp theo câu số 6 đúng ghi đờ, sai ghi sờ vào ô vuông. 10 cộng 6 bằng 16 là đáp án đúng chúng ta ghi đờ. 18 trừ 5 bằng 13. Vậy đáp án này là đáp án sai. Tiếp tục 12 cộng 4 bằng 16 mà đề bài bằng 15 như vậy. Đáp án này là đáp án sai. Tiếp tục. 10 cộng 10 bằng 20. 20 trừ 10 bằng 10. Vậy đáp án này đúng. 14 cộng 5 bằng 19. Đề bài bằng 18. Vậy đáp án này sai. 1 cộng 10 bằng 11. Vậy đáp án này sai. 19 trừ 7 bằng 12. Đáp án này đúng. 15 trừ 5 bằng 10. 10 cộng 4 bằng 14. Vậy đáp án này đúng. Xong câu số 6. Câu số 7, quan sát tranh. Các em thấy chúng ta có một vị trứng và hai quả trứng bị bể để yêu cầu viết phép tính thích hợp. Vậy ta có vị trứng này có bao nhiêu trứng nè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy có 10 quả trứng ở trong vỉ và có 1, 2, có 2 quả trứng bị bể. Vậy ta được phép tính 10 cộng 2 bằng 12. Vậy phép tính trừ ta sẽ lấy 12 quả trứng trừ đi 2 quả bị bể. Ta được 10. Tiếp theo câu B, viết số thích hợp để có sơ đồ đúng. Vậy ta có 12 quả trứng và 12 gồm 2 và 10. Xong câu số 7. Câu số 8. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. So sánh nào đúng. Chúng ta sẽ đi làm câu A trước. 17 trừ 2 bằng 15. 10 cộng 3 bằng 13. Như vậy, 15 lớn hơn 13. Ta có đáp án A. Đúng. Tiếp tục, đáp án B. 12 cộng 4 bằng 16. 10 cộng 5 bằng 15. Vậy 16 lớn hơn 15 mà đề bài làm 16 bé hơn 15 là sai. Tiếp tục đáp án C. 1 cộng 8 bằng 9. 20 trừ 10 bằng 10. Vậy 9 nhỏ hơn 10 mà đề bài làm hai phép tính này bằng nhau là sai. Như vậy ở bài này chúng ta chọn đáp án a cô đã hướng dẫn các em giải xong phiếu ôn tập của tuần này hiện gặp lại các em ở các tuần tiếp theo